chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Cũng tắm rửa rồi chứ thầy? Dạ. Ở sông suối đây. Dạ. Ao hồ hay cái gì mình tắm. Nhưng mình có phải là cái hạnh của mình tu theo phương pháp này là không phải bao nhiêu ngày mình mới tắm một lần thôi? Vâng, sau 15 ngày. 15 ngày mới tắm một lần? Vâng. Dạ. Bây giờ thì nhiều ngày rồi, cả tháng này không tắm nữa. Còn đi hôm tắm rồi, con tum đến giờ con mới chưa tắm. Tắm từ cầu Đắc La. Dạ. Cầu Đắc Bà La, thành phố con tum ấy. Dạ. Đi đến đó thì con xuống đó con tắm giặt. Xong rồi đi tới đây chưa? Chưa tắm. Dạ. Nhưng mà kiểu gọi cạo tóc ấy. Dạ. Họ lấy, họ chạy tới. Vâng. Đi tìm thầy mấy hôm nay mới gặp được thầy. Vâng, vô phật. Thế con có với khăn ướt con cúng dường thầy cho thầy vệ sinh. À, cái khăn đấy mùi thơm không dùng được nhỉ? Không có mùi thơm khăn. À, đặt khăn cho thầy kia nhỉ, cho nước, mỗi người chay nước là được. Vâng. Cho đây đứa cái khăn này đứa dùng. Vâng. A Di Đà Phật. Đặt nước cho đầy nước uống. Dạ. Con đi từ thành phố Cao Bằng vào đây 40 cây, đi dọc đường cứ hỏi. À, 40 cây con không đi vào thành phố, con đi cắt cái đường Văn Thanh. Thầy đi Hà Giang nên là thầy phải đi đường này. Bắc Cạn đúng rồi, con đi Hà Giang nên là nếu mà đi Lạng Sơn. Hôm trước con từ trên Cao Bằng về. Dạ. Thì là con đi dọc đường con cứ mong gặp thầy nhưng không gặp, lúc lên cũng không qua lên cũng không nhìn thấy thầy. Vâng. Thì thầy lên chắc là thầy lên trước không thầy rẽ mà đường Nguyên Bình thì đi đúng rồi rẽ vào Nguyên Bình để đi Hà Giang, đi do Hà Giang á. Vâng. Đi Lạng Sơn thì mới đi được đấy. Bây giờ thầy đang đi Hà Giang đúng không? Dạ. Còn về Hà Giang thì rẽ vào đường Hà Giang á. Vào Cao Bằng á. Thầy đi Hà Giang xong thầy đi đâu rồi? Con đi về Tuyên Quang, về Phú Thọ xong con đi về miền Nam. Đi Hà Giang còn buổi Hà Giang với Phú Thọ nữa là con đi hết miền Bắc rồi. Miền Bắc thì vâng. Xong là thầy lại quay lại ở trong miền Nam. Dạ con đi miền Nam, mấy tỉnh ở trong kia đi con đi hết luôn. Vô hành. Con đi hôm nay con đi ở đây con chỉ lo là không được gặp thầy, thầy đi là sợ không thầy. Ngồi đi vào đâu đây thầy nghỉ. Vâng. Gặp may quá. Hữu duyên. Ở dưới kia hỏi thì bảo thầy đi qua đây được 2 tiếng rồi. Dạ. Thì nghỉ ở đâu thì con hình thì dễ nghỉ ở đây đại sư này cây bóng mát này. Dạ. Có phải nhà người ta không? Đây không phải ở nhà họ. Ở nhà thì không được bãi cây dọc đường. Ở bãi cây này ngồi nghỉ đi. Ngồi đây ha. Vâng, ngồi đây thì chắc không nắng đâu. Dạ, cây này làm gai. Đi thế thì đi không gặp họ. Dạ. Mình đi về mất đấy. Dạ. Ở đây có vải lên hả? Có vải đây nè. Có vải mà hoa hòe thế. Dạ. Hoa quá. Mình chỉ chọn vải có một màu thôi phải không thầy? Một màu cũng được nhưng mà rồi cánh hoa hòe hoa văn đấy. Đi qua đây được đi thì nhanh nhỉ? Dạ. Đi cũng nhanh lắm sư phụ. Vâng, ba sư mà. Bữa con gặp là lúc 3 giờ chiều.
các ngài cũng không có nhận vật thực nữa. Vâng. Đi trên cẳng đâu không? Bây giờ vẫn còn nhá. Đi là ở ngoài người ta có các Phật tử có hỗ trợ thuốc cho thầy rồi không? Cũng có nhá. Trời mà đi để mình bây giờ mình mới tập á. À. Mình thấy cái xăng cái si trong người mình đó. À. Nó nhiều cái như sư thì tụi nó đi nó có niềm vui trong đó. À. Còn mình thì niềm vui nó ít lắm. Mà còn cái xăng nó nhiều, nó trổ ra nhiều đấy. À. Thì thấy nhiều khi đi thì mùa cũng rất là mệt mà cái gương mặt sư nào cũng cười. Đúng rồi. Sư đang an lạc đấy. Còn mình thì nó còn xăng đấy. À. Cái... đi nó chưa chịu, nóng rồi nắng rồi nó khó chịu đấy. À. Mà phải cái... luyện tập. Cái đoạn đường ở trong đó để theo đi ra đây nó quynh đi được 500-600 cây số rồi đó. À. Ồ. Vậy là cũng dữ. Để đi mà để cũng phát khiếp luôn á. Kêu trời ơi sao mà quynh Minh Tạng đi dữ thần nữa. Rồi không ngờ quynh đi vậy luôn. Cái bãi cây cỏ rồi cũng không có được ngồi. À, không được ngồi trên cây cỏ luôn. À. À. Có bãi đất rồi vậy đó. À. Thường là tối mình thường ngủ ở những nơi nào? Thì cái bãi đất trống không thì nghĩa địa đó. À. Nghĩa địa nhà không. Như mới ban đầu mà đi tập như thế thầy có sợ không? Không đâu sợ gì đâu. À, không thật. Do mình chuẩn bị tâm lý ở nhà trước hết rồi đó. À. Nên, có cái mới tập nó khó như ngủ ngồi đó. Ngủ ngồi được chưa? Cũng khó lắm, cũng còn nằm, nhưng mà thời gian mà đi với kinh hành đấy nè. À. Nó đi xong là buổi tối nó rã hết người. À. Cái đó phải tập một thời gian chứ không phải tập vài bữa là được đâu. Như một ngày đi vậy thì thấy cũng khoảng 6-70 cây á. Không có đâu. À. Giống như sáng giờ kêu 12-13 cây đó, là buổi chiều cũng cỡ đó chứ mấy. À. Là gộp lại là 20 mấy cây chứ. Sao mà để đi ở trên xe để chạy vòng mà để kiếm cái năm số tiếng không một. Thấy mình cảm thấy vậy á. À. Chứ còn hai mấy à. Hai mấy cây ha. Hai mấy cây giống bình thường thì mình sư á, thì sư đi 3-4 mấy cây á. À. Có đệ thì sư cứ cho đệ đi trước đấy, nhiều đấy. À. Nhiều mình đi được bao nhiêu mình đi. À. Như vậy là mình đi lại mình nỗ lực á. À. Cái đi hành như vậy là một nỗ lực, giống như hôm nay mình 12 cây thì ngày mai mình cố gắng mình vươn nhiều hơn. À. Nhưng mà bữa giờ cũng chưa cố gắng nhiều được. Như vậy à, cái việc mà mình đi lại là mình tập cho cái sức khỏe của mình nữa. Đúng rồi. Đi như vậy để mình giảm được cái tham sân si của người mình. Chứ ai mà săn nhiều đi không được đâu. À, nó mệt đúng không? Đúng rồi. Nó mệt rồi con người mình nó nóng giận lên. Nó săn lên đây.
trời nắng nữa, trời mưa nữa, trời mưa cũng đi, trời nắng cũng đi. Nhưng mà theo để biết như là mình đi cái này là mình phải buông xả hết tất tần tật chung đúng không? Không rồi, nó buông xả một phần nào thôi chứ còn kêu như giống như sư nó nói là buông xả hết là thành thật nữa. À. Nhưng mà theo để biết tại ở người nhà cũng chia sẻ á, thì như huynh bỏ lại điện thoại mình dưới địa luôn rồi hả? À không, điện thoại thì xả cho cái cũng có cái anh kia, cái thầy kia đi cùng rồi đó. À. Cho người ta nói chung mình xả buông xả hết đấy. À. Ai nhặt được thì nhặt. Rồi giấy tờ tùy thân đồ mình cũng xả luôn hả? À, xe bỏ hết. Chứng minh căn cước rồi không? Mình không cần thì không dùng nữa. Chỗ nhưng mà mình xuất gia là xuất thế gian như, xuất hết luôn. Thì như mình đi vậy có chết dọc đường thì người ta có cũng không biết cái nhà mình đồ đâu đó. À. Cứ ân thiêu ân chôn ân làm gì là. À. Ban đầu chắc cũng hơi khó khăn nhiều đúng không? Phải nói chung cũng khó khăn nhiều. Nóng, tiết lộ cực sốc về thân thế của thầy Minh Tạng trước hạnh nguyện bộ hành theo sư Minh Tuệ. Xin chào quý vị, chắc hẳn những ai theo bước chân tăng đoàn thầy Minh Tuệ mấy lâu nay đều không còn xa lạ gì với một sư thầy có dốc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, lúc nào cũng tỏa ra nụ cười chân thật, đó chính là sư Minh Tạng. Theo một số nguồn thông tin mà chúng tôi tổng hợp được trên mạng xã hội, thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một câu chuyện đầy ý nghĩa và cảm động về cuộc đời của sư Minh Tạng, người được biết đến khi theo chân sư Minh Tuệ trong thời gian gần đây. Đây là một câu chuyện kéo dài nhiều năm, trải qua nhiều biến cố và thử thách, nhưng cũng đầy ắp những bài học quý giá về lòng nhân ái, sự tha thứ và sự kiên nhẫn trong cuộc sống. Sư Minh Tạng năm nay 36 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thôn 4, xã Hòa Bình, Kon Tum. Gia đình của sư là những người nông dân chăm chỉ và khá giả. Cha mẹ sư còn trẻ và rất thương yêu con cái. Sư là con đầu trong gia đình, có 3 người em hiện đang theo học đại học. Từ nhỏ, sư đã được giáo dục trong một môi trường đầy yêu thương và kỷ luật. Điều này đã giúp sư hình thành nên những đức tính tốt đẹp, trở thành một người con hiếu thảo và người anh gương mẫu. Trước khi xuất gia, sư Minh Tạng là một người thợ làm tóc có tiếng trong vùng. Sư làm chủ một tiệm làm tóc và làm đẹp, luôn tận tâm với nghề nghiệp của mình. Sự khéo léo và tinh tế trong công việc không chỉ giúp sư thu hút được nhiều khách hàng, mà còn giúp sư xây dựng được một cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, dù có tiền bạc và địa vị, sư luôn giữ cho mình một lối sống giản dị và khiêm nhường. Sư thường xuyên bố thí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, ăn chay trường và luôn sống hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh. Năm 23 tuổi, sư Minh Tạng gặp phải một biến cố lớn trong cuộc đời. Do một sự hiểu lầm, sư bị một nhóm người tấn công suốt cả đêm. Khi sư bị bất tỉnh, họ đem sư dứt bên lề đường, tưởng rằng sư đã ra đi. May mắn thay, sáng hôm sau, người dân địa phương phát hiện và đưa sư đi cấp cứu. Sư sống lại sau cơn nguy kịch, nhưng vết thương trong lòng và trên cơ thể vẫn còn đó. Gia đình sư đã quyết định khiếu kiện, đòi lại công bằng cho sư. Những kẻ gây án, sau khi nhận ra lỗi lầm đã đến năn nỉ và xin lỗi. Sư Minh Tạng với tấm lòng bao dung đã xin gia đình tha thứ cho họ. Chính hành động này của sư đã làm lay động trái tim của nhiều người và càng làm nổi bật lên phẩm chất cao đẹp của sư. Năm 2023, sư quyết định xuất gia, tìm kiếm con đường giải thoát và tâm linh. Sư thọ giới tại một ngôi chùa ở Ninh Thuận và tiếp tục học tập tại trường tự viện Nha Trang. Tuy nhiên, sau một thời gian, sư nhận thấy hạnh từ của thầy Minh Tuệ, người thầy của mình quá thực tế và sâu sắc. Những bài học và triết lý sống của thầy Minh Tuệ đã ảnh hưởng sâu sắc đến sư, khiến sư quyết định theo chân lý này, dành cả cuộc đời để học hỏi và thực hành những giáo lý mà thầy Minh Tuệ truyền dạy. Trong suốt quá trình tu học, sư Minh Tạng luôn giữ cho mình một lối sống giản dị và khiêm nhường. Sư ăn chay trường, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh mà không cần nhận lại bất kỳ điều gì. Sư cắt tóc miễn phí cho những người già cả, luôn nở nụ cười và tạo cảm giác an lành cho mọi người xung quanh. Dù gia đình khá giả, sư vẫn chọn cho mình một cuộc sống giản dị, ăn mặc đơn sơ và luôn giữ thái độ lễ phép, khiêm nhường.
Cuộc đời của sư Minh Tạng là một chuỗi những hành động nhân ái và bao dung. Sư không chỉ là một người thợ làm tóc giỏi, một người con hiếu thảo, mà còn là một nhà sư với tấm lòng từ bi, luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến bản thân. Sư đã dành cả cuộc đời để thực hành và truyền bá những giá trị tốt đẹp của đạo Phật, luôn mong muốn mang lại hạnh phúc và sự an lạc cho mọi người xung quanh. Chúng tôi mong muốn cộng đồng cùng nhau giúp đỡ cho các thầy tu như sư Minh Tạng, đừng lễ lạy quá mức, vì điều đó có thể làm tổn phước cho các thầy. Đừng ép buộc các thầy nhận quá nhiều đồ cúng dường, vì điều đó có thể gây phiền toái và làm mất đi sự tự nhiên trong việc tu hành. Đừng so sánh các thầy với nhau, vì mỗi người đều có con đường và phương pháp tu tập riêng. Điều quan trọng là chúng ta nên sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hòa thuận với anh chị em và bạn bè xung quanh. Khi làm được những điều đó, chúng ta sẽ tìm thấy sự an lạc và hạnh phúc trong cuộc sống. Cuộc đời của sư Minh Tạng là một minh chứng sống động cho câu nói Phật tại tâm, tâm là Phật. Sư đã sống và thực hành những giá trị tốt đẹp của đạo Phật, luôn giữ cho mình một tâm hồn thanh tịnh và từ bi. Sư không chỉ là một tấm gương sáng cho các Phật tử noi theo, mà còn là một người thầy, một người bạn, một người anh em với tất cả mọi người. Sư Minh Tạng đã và đang sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, luôn hướng đến sự giải thoát và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Video đến đây là hết.